Chàng hoa mất vui và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên mẹ hiền. Tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên mẹ thương yêu. Trong khi an vui con dâng lên mẹ tình yêu xin dâng trọn niềm chiều mến. Khi con cô đơn xin dâng về mẹ đời những gian truất mẹ sẽ vui an. Mẹ ơi trước nhan mẹ con dâng về mẹ một chàng hoa. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em.
cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy thì bị quăng ra ngồi như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở nên môn đệ của Thầy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi đâu, lời khen Chúa. Này, có sinh những cái trái khác nhau hay là không? Và nếu đem những cái trái đó mà ra so sánh thì không có biết trái nào là trái của Thiên Chúa mà cái trái nào không phải là trái của Thiên Chúa. Nói ở đây không phải để mà chỉ trích hay cái gì, nhưng để chúng ta nhìn lại cái cuộc sống của chúng ta, cái mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và cái sự hiệp nhất giữa chúng ta trong các hội đoàn và đặc biệt là trong cộng đoàn của chúng ta. Cho dù có sinh hoa nào, trái nào thì chúng ta nên nhớ rằng nếu hoa trái đó không phải là hoa trái của Chúa Kitô, không phải là hoa trái của người Kitô hữu thì cái hội đoàn đó, cái nhóm nào đó phải nhìn lại xem cái nhóm của mình, cái hội đoàn của mình đã hoạt động như thế nào, đã sống như thế nào theo cái tiêu chuẩn nam của hội đoàn của mình. Cái hoa quả mà chúng ta cần tính nhất đó là hoa quả của người Công giáo, của người con cái Thiên Chúa. Kết hợp với Chúa như thế nào? Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta những cái việc mới để chúng ta nhìn lại chính mình và chúng ta nhờ ơn Chúa sửa mình sống cho tốt hơn. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta tiếp tục cầu xin Chúa, nếu chúng ta đã chưa thực sự kết hợp với Ngài, chúng ta đã chưa thực sự xin hoa quả tốt trong cuộc sống của chúng ta, thì xin Ngài giúp để mỗi người trong chúng ta biết quay trở về với Chúa, kết hợp với Ngài, để rồi chúng ta cũng xin được nhiều hoa trái tốt lành trong đời sống thiêng liêng của chúng ta. Xin Chúa nhắn lại chúng con. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo trên thế giới biết dùng tình bạn ái, công lý theo lời Chúa dạy và ca sĩ, cầu đem lại hòa bình, cơm no, áo ấm cho mọi người.